Vì sao bắt Nguyễn Công Khế vào lúc này và sự trỗi dậy của phe Cộng sản miền Nam? Cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế là một nhân vật nổi tiếng trong giới báo chí của Việt Nam. Ông Khế là một người có mối quan hệ rộng rãi với giới chức lãnh đạo ở cấp thượng tầng chính trị. Câu hỏi mà dư luận Việt Nam hiện nay rất quan tâm đó là vì sao lại bắt ông Nguyễn Công Khế vào thời điểm này, trong khi các sai phạm của ông Khế liên quan đến khu đất 151-155 Bến Vân Đồn đã xảy ra từ những năm 2008, tức là hơn 15 năm trước. Ông cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế và tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt. Theo giới phân tích, hiện nay thời điểm hết sức nhạy cảm tại chính trường của Việt Nam với những diễn biến phức tạp hơn bao giờ hết. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 13, thế và lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sụt giảm rất nhiều. Nhất là trong phiên bế mạc hội nghị Trung ương này, Tổng Bí thư Trọng đã được tuyên bố rằng rửa tay gác kiếm để chuyển giao quyền lực cho người khác kế nhiệm. Sau tuyên bố nêu trên, lập tức trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất hiện tình trạng kéo bài kết cánh để chạy đua vào danh sách nhân sự chủ chốt tại đại hội lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra vào năm 2026. Những việc này liên quan đến đỉnh điểm vào tới năm 2023, đầu năm 2024 khi có tin đồn đoán rằng ông Nguyễn Phú Trọng mắc trọng bệnh. Blogger Anh Ba Sàm thì cho rằng Việt Nam sẽ rơi vào khoảng trống quyền lực, kích hoạt cuộc đua tìm người chấp chính, hoàn cảnh rất nhạy cảm phù hợp với mong muốn của nhiều người loan tin đồn. Một phân tích khác đáng quan tâm liên quan đến tương quan quyền lực giữa phe Cộng sản miền Bắc và Cộng sản miền Nam, những người vốn bị lép vế trong nhân sự tứ trụ những năm gần đây. Kể từ sau đại hội lần thứ 12, cơ cấu nhân sự vùng miền theo truyền thống đã bị loại bỏ, thay bằng ý muốn của Tổng Trọng và lãnh đạo chủ chốt người miền Nam hầu như không còn nữa. Hơn nữa, ai sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đang là câu hỏi được người dân cả nước đặt ra và mạng xã hội bàn luận, khi các công viên bao gồm Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Giới phân tích cho rằng các ông Chính, Huệ và Lâm không có đủ uy tín trong đảng để có thể đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư. Còn ông Võ Văn Thưởng thì quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm và uy tín. Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các cựu lãnh đạo miền Nam dự lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trước kỳ đại hội đảng, một hoặc hai ứng viên sẽ được giới thiệu. Đó sẽ là những ai, xem ra không có ai có đủ uy tín trong đảng. Đối với dân, có chăng chỉ có thể là các cựu lãnh đạo miền Nam với những cái tên như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Chiết. Do họ không tham gia chính trị đã lâu nên họ vẫn còn uy tín nhất định. Theo giới thạo tin, gần đây phe Cộng sản miền Nam đang vận động yêu cầu Tổng Bí thư và Bộ Chính trị phải viết lại luật chơi cho bộ máy lãnh đạo trong đảng. Trong bài viết, ông Nguyễn Phú Trọng đang bị hôn mê, đăng trên báo Tiếng Dân mới đây, tác giả Lê Văn Đoành tiết lộ. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2023, trong lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, người ta nhận thấy các nguyên lão phía Nam tụ tập bao gồm Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, như ngầm liên minh ủng hộ Võ Văn Thưởng lên A1 tại đại hội 14. Đặc biệt, lần đầu tiên hai ông Tư Sang và Ba Dũng kể vai sát cánh bên nhau thân mật trong một khuôn hình. Trong lúc nhiều ý kiến cho rằng những điều kể trên có liên quan trực tiếp đến việc cựu tổng biên tập Nguyễn Công Khế bất ngờ bị khởi tố bắt giam vì một vụ án xảy ra cách đây tới 15 năm. Giới thạo tin thì cho rằng một khi những trụ cột chống lưng cho Nguyễn Công Khế đã hết quyền lực, thì ông Khế như một quả chanh đã bị vắt hết nước, người ta đem ném vào sọt rác là lẽ thường. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mọi việc có vẻ không đơn giản như vậy. Mới đây, trong bài viết với tựa đề Bắt Nguyễn Công Khế để làm gì, của tác giả nhà báo Nguyễn Huy Vũ đã đưa ra đánh giá và nhận xét đáng chú ý theo tác giả chia sẻ như sau. Việc bắt Nguyễn Công Khế sẽ đem lại nhiều lợi ích cho phe bắt Khế. Thông qua Khế, họ moi được những thông tin có giá trị và từ đó họ sẽ khống chế các chính trị gia phía Nam, bởi vì bắt Nguyễn Công Khế có nhiệm vụ chính là khai thác thông tin, đồng thời tìm cách khống chế quyền lực của phe Cộng sản miền Nam đang muốn trỗi dậy. Với vai trò là tổng biên tập báo Thanh Niên, trong một thời gian rất dài, Nguyễn Công Khế là một mắt xích trung tâm quan trọng của phe quyền lực ở miền Nam. Khế nghiễm nhiên trở thành một trung tâm thông tin và kết nối quyền lực ở phía Nam, như các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Chiết hay giới lãnh đạo ở Sài Gòn đều ít nhiều có mối quan hệ với Khế. Tóm lại, có rất nhiều những ý kiến đánh giá khác nhau về vụ bắt giữ ông Nguyễn Công Khế. Được biết tới đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ triệu tập phiên họp hội nghị Trung ương bất thường, đặc biệt để bàn về nhân sự Tổng Bí thư, thay thế cho Nguyễn Phú Trọng
trước khi kết thúc nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao bắt Nguyễn Công Khế lúc này và sự trỗi dậy của phe Cộng sản miền Nam. Chủ trương bắt Khế xóa đế chế tư sâu là của ai và của phe cánh chính trị nào trong đảng? Nhiều tháng qua, kể cả thời điểm bước sang năm 2024, mạng xã hội đã râm ran tin đồn Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, sắp bị bắt. Trước đó, thông tin cho biết ông Khế đã nhiều lần bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập và ông đã bị cấm xuất cảnh. Đầu năm 2024, trang Facebook của Nguyễn Công Khế vẫn gửi lời chúc mừng năm mới tới bạn bè gần xa, coi như tin đồn vẫn là tin đồn và cũng như một sự thách thức dư luận. Nhưng Nguyễn Công Khế đã không thể tránh sao cho khỏi nắng. Chiều ngày 16 tháng 1, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin Công an An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông. Lý do bắt liên quan đến việc thực hiện dự án tại khu đất số 151 đến 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 từ những năm 2008. Bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 16 tháng 1 đưa tin bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông. Bản tin cho biết vào ngày 16 tháng 1, Trung tướng Tuân Sô cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tin này đã khiến công luận vỡ òa, đặc biệt giới Việt Nam vui mừng không kém tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mắc bạo bệnh như tin đồn trước đó. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là tại sao sự việc đã xảy ra hơn 15 năm, đến nay bây giờ mới xử lý? Và đây có thực sự là thực thi công lý hay chỉ là cuộc chiến phe phái trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam? Truyền thông nhà nước cho biết, theo các cáo buộc của Công an thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 10 tháng 1 năm 2008, báo Thanh Niên được cho là đã có chủ trương mua chỉ định khu đất kể trên của nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội để xây trụ sở tòa soạn báo Thanh Niên. Khi đó, ông Nguyễn Công Khế là tổng biên tập đã ký hợp đồng hợp tác giữa công ty truyền thông Thanh Niên và công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Vinpearl của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để thành lập công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên. Báo Thanh Niên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng khu đất 151 đến 155 Bến Vân Đồn. Đáng chú ý là có sự góp mặt của Vinpearl, một chủ sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã góp phần hô biến khu đất này từ đất công sản thuộc sở hữu nhà nước biến thành đất tư thuộc sở hữu của tư nhân, khiến nhà nước mất nhiều nghìn tỷ đồng. Đó là lý do ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông bị cáo buộc gây thất thoát tài sản của nhà nước. Nguyễn Công Khế, áo đen và cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Lâu nay vẫn có những đồn đoán rằng Nguyễn Công Khế, Huy Đức v.v. đều là đàn em thân tín của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tức Tư Sang. Giới thạo tin tiết lộ Nguyễn Công Khế có quan hệ mật thiết với ít nhất 4 đời chủ tịch nước, từ Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc và kể cả đương kim chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Theo đó, những chủ tịch nước này đều qua lại gắn bó thân tình với Khế và hiếm khi có một nhân vật nào mà có quan hệ với 4 đời chủ tịch nước như vậy. Theo giới phân tích, việc bắt giam ông Nguyễn Công Khế được coi là sự kết thúc đế chế chính trị của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đế chế này dùng quyền lực thứ tư để thao túng và lũng đoạn nhà nước trong hàng chục năm qua. Theo đó, khi muốn đánh một ai đó chưa cần cơ quan điều tra cung cấp thông tin thì trên mạng đã xuất hiện nhiều tài liệu về những mảnh đất vàng, các dự án bất động sản có liên quan đến đối tượng bị đánh. Điều này được cho là có sự can thiệp của ông Trương Tấn Sang. Việc thao túng và lũng đoạn nhà nước bằng quyền lực thứ tư được coi là hành vi cấu kết của một nhóm lợi ích, chứ không thể một cá nhân đơn phương độc mã mà có thể thực hiện cho được. Chắc chắn phải có sự che chắn của nhiều lãnh đạo cấp cao khác và các nhóm lợi ích khác nữa. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nguyễn Công Khế bị số đông đánh giá là kẻ khó ưa, và đó cũng là lý do một số rất đông người, đặc biệt là giới báo chí Việt Nam đã mong mỏi ngày ông Khế bị vào lò. Được biết, khi ông Khế còn có quyền hành, nhiều người cảm thấy lo sợ ông, nhưng trong tâm cam thì họ căm ông Khế đến tận xương tủy. Trở lại câu hỏi, vì sao dự án cao ốc 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 đã có từ những năm 2008, cách đây hơn 15 năm, nhưng đến bây giờ mới lôi ra để xét xử? Phải chăng phía sau có điều gì mở ám đây? Câu trả lời được cho là các cựu lãnh đạo từng một thời chống lưng cho Nguyễn Công Khế như Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc đến nay đã hết vai trò. Còn đương kim Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thì vẫn chưa đủ lông, đủ cánh.
Trong tất cả các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên thắng cuộc sẽ tịch thu chiến lợi phẩm để chia chác, và đây là thời điểm thích hợp nhất để tống Nguyễn Công Khế vào tù, đồng thời xóa sổ đế chế quyền lực của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Vì thế, mạng xã hội mới xuất hiện và lan truyền slogan rằng bắt Khế, xóa đế chế từ sầu. Điều đó cho thấy ý đồ của cá nhân và phe cánh đang bao trùm và thống trị quyền lực trong nội bộ của Đảng hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chủ trương bắt Khế, xóa đế chế từ sâu là của ai và của phe cánh chính trị nào trong Đảng. Mối liên hệ giữa Nguyễn Công Khế và tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong vụ Nguyễn Công Khế bị bắt, báo chí trong nước tránh né không đăng, hoặc sau khi đăng rồi lại xóa bỏ chi tiết về mối quan hệ với Vinpearl. Điển hình là tờ báo Người Lao Động bản tin với tựa đề Vì sao Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông. Đầu tiên đăng như sau, trích nguyên văn: quá trình điều tra đến nay đã xác định hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể vào năm 2008, báo Thanh Niên có chủ trương mua khu đất của nhà máy thuốc lá Sài Gòn, địa chỉ số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, để xây dựng trụ sở tòa soạn. Ông Nguyễn Công Khế lúc này là tổng biên tập báo Thanh Niên, đã ký hợp đồng hợp tác với công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, tức là báo Thanh Niên chiếm 51% vốn điều lệ, và công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Vinpearl, thành lập công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên. Mục đích nhằm triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất nói trên. Hết trích. Vài giờ sau khi đăng, tờ báo Người Lao Động đã vội xóa bỏ nguyên đoạn nói về chi tiết ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập tờ báo Thanh Niên, người bị bắt có liên quan đến công ty Vinpearl thuộc tập đoàn Vingroup của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tờ báo Thanh Niên thật sự không có tiền để góp vốn. Việc góp vốn 49% kể trên là được tính bằng giá trị quyền sử dụng khu đất 151-155 Bến Vân Đồn. Dự án tại khu đất này sau đó được đổi tên mối liên hệ giữa ông Nguyễn Công Khế và Phạm Nhật Vượng, còn thể hiện rõ hơn cho việc vợ chồng Phạm Nhật Vượng bảo lãnh cho khoản vay 300 tỷ của Nguyễn Công Khế tại ngân hàng Sacombank. Mục đích vay là để Nguyễn Công Khế góp vốn vào dự án khu đô thị sinh thái Vinhome. Các bạn có thể xem hợp đồng đính kèm ở đây. Như vậy, với những mối quan hệ chính trị đỡ đầu cho mình cùng với quyền lực thao túng trong báo chí truyền thông, lớn đến nỗi Phạm Nhật Vượng cũng phải tự nguyện hạ mình trước Nguyễn Công Khế khi dùng cổ phiếu của mình để đảm bảo cho khoản vay hơn 300 tỷ đồng vào ngày 20 tháng 5 năm 2015 để đổi lại việc được Nguyễn Công Khế bảo kê về mặt truyền thông. Quý vị và các bạn vừa nghe xem bài viết của Hiếu Berlin Thời báo.de với bản tin mối quan hệ giữa Nguyễn Công Khế và Phạm Nhật Vượng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de